Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Chuyện làng Chuyện bản của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn với 14 thôn bản, trình độ dân trí còn hạn chế, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp. Đời sống của bà con khó khăn còn nhiều, thế nhưng những bản làng này vùng gian khó thì luôn vững niềm tin vì họ có những con người năng nổ, hoạt động tích cực vì bản làng, đó chính là những người đảng viên gương mẫu. Đảng viên tại thôn bản không chỉ đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo mà còn là những thủ lĩnh tinh thần giúp bà con có được những thông tin chính xác nhất về các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Câu chuyện phát triển đảng vùng dân tộc thiểu số còn đó rất nhiều việc phải làm, thế nhưng hạt giống đỏ đã nảy mầm thời gian khó. Vùng cao xa xôi vẫn lấp lánh những tấm gương vì dân vì nước. Người đàn ông này tên là Sầm Phương Nái, ông là người dân tộc Giao. Không phải là người sinh ra ở bản Nà Bản, nhưng sống ở nơi đây đã hơn 20 năm, nên ông coi mảnh đất này cũng gắn bó với mình máu thịt như quê hương thứ hai vậy. Là bí thư chi bộ của hai thôn, thôn Nà Bản và thôn Cốc Sông, với chủ yếu là đồng bào Mông và Giao, được dân trong vùng tín nhiệm. Đây đã là nhiệm kỳ thứ hai ông Nái đảm nhiệm vai trò bí thư chi bộ. Đồng bào ở vùng đặc biệt khó khăn, giao thông chưa thuận tiện, nhà ở của khu dân cư lại cách xa nhau. Có biết bao thử thách với người bí thư này mỗi khi cần tuyên truyền vận động chủ trương mới. Qua quá trình đồn có một số thì không nghe như mình mong muốn. Tại vì họ có một số thì họ chỉ là nghe bên ngoài tác động, nói chung là không muốn tham gia. Đấy là nhiều cái nó rất là khó khăn, cho nên là cũng phải các cuộc họp thôn phải trực tiếp mà cũng giải thích với họ là cái nông thôn mới thì nó là nhà nước và nhân dân cùng làm, là cái nhà dân góp sức, nhà nước sẽ góp phần vốn để mua vật liệu, thì người dân thì cố gắng coi như là hiến đất. Nhưng mà qua quá trình vừa làm vừa vận động thì sau cũng là bà con nó cũng hiểu và cũng rất là nhiệt tình ủng hộ, mà cũng là hiến đất thì cũng làm hoàn thành cái con đường bê tông vào trong thôn bản. Hàng năm, các chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hay chương trình giảm nghèo bền vững được xã đặt mục tiêu phải triển khai sâu rộng tới từng thôn bản. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xác định khó khăn về giao thông chính là nút thắt cho sự phát triển của địa phương, nên những người đảng viên tại các thôn bản như ông Nái chính là cánh tay nối dài của chính quyền, vận động nhân dân vượt khó, thực hiện chủ trương hiến đất, hiến ngày công làm đường. Với đặc thù là vùng dân tộc thiểu số, ông Nái phải tìm hiểu về đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, qua đó tìm cách vận động cho phù hợp. Cương vị là bí thư chi bộ, thì thứ nhất là vừa làm cũng là vừa học hỏi kinh nghiệm của các bậc đi trước. Xong là thứ hai là cũng tìm hiểu về những cái tâm tư nguyện vọng của người dân. Xong là mình sẽ nghe người dân nó có nguyện vọng gì và nó cái có những tâm tư như thế nào. Xong là mình biết để mà vận động. Với phương châm tạo thế sâu rễ, bền gốc từ cơ sở, những đảng viên nơi vùng núi gian khó đã làm tốt công tác dân vận ở mọi lúc mọi nơi, đồng hành cùng bà con đẩy lùi đói nghèo, làm sao để bà con hưởng ứng và tích cực thực hiện chủ trương chung. Điều đó đặt lên vai những người bí thư như ông Nái. Anh Nái thì bây giờ anh Nái làm bí thư chi bộ ấy, thì vận động bà con nhân dân ở đây từ năm nay trở đi thì bây giờ nó sẽ làm được du lịch lên, thì bây giờ ấy thì để sau này nó sẽ được đường cái hai chiều để rộng rãi hơn. Thực hiện lời Bác dạy, coi giặc dốt cũng cần xóa bỏ như giặc đói vậy. Do đó người dân bản làng vận động cùng nhau không để con em mình đói chữ. Trường học có ngay trong xã. Tất cả trẻ em không phân biệt là dân tộc nào đều được đến trường theo đúng độ tuổi của mình. Các em chính là những mầm cây tương lai để dựng xây bản làng tươi đẹp hơn. Do đó, các bậc phụ huynh ở đây luôn được nêu cao tinh thần, không để con em mình bỏ học giữa chừng. Song song với sự nghiệp giáo dục, đảng viên tại thôn bản còn là người sâu sát cùng bà con trên chặng đường xóa đói giảm nghèo, là cầu nối đưa những thông tin, kiến thức khoa học về với bà con.
Bí thư chi bộ kia thì bây giờ bảo là mình phải làm nương làm ruộng thì mình có thể làm sớm hơn. Ví dụ vụ mùa vụ xuân thì mình có thể làm trước lập xuân với lại lập đông. Với lại sau này mình có thể trồng cây lâu năm để tốt cho cuộc sống của mình hơn. Cũng là người nông dân chân lấm tay bùn, người đảng viên như ông Sầm Phương Nái thấu hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người dân trong thôn bản mình. Làm sao để giữ vững lập trường tư tưởng cho bà con trong khi nguồn thông tin đến với bà con là rất nhiều? Chọn lọc làm sao thông tin phải khách quan, trung thực? Làm sao để bà con ủng hộ các chủ trương chính sách mình vận động? Luôn là nỗi trăn trở của người đàn ông dân tộc Dao này. Đảng viên là phải người là đứng đầu, gương mẫu trước, xong là phân công các đảng viên mà cùng là tham gia vận động người dân, thì tuyên truyền vận động người dân mà hay là vận động theo nhóm, sẽ phân công theo nhóm. Ví dụ nhóm dân này là thành nhóm 1 hay là nhóm 2 thì mỗi một nhóm là phân công một đảng viên để phụ trách và cố gắng vận động để ví dụ là hôm nay thì tham gia ngày công đóng góp làm đường chẳng hạn, thì hôm nay nhóm 1, mai nhóm 2, cứ như thế mà phân công làm như thế thì mới hoàn thành được. Nếu mà mình vận động là đi cả thôn là không có hiệu quả. Với đặc thù địa hình rộng lớn, số đảng viên chưa nhiều, thậm chí còn tình trạng chi bộ ghép như ở Na Bàn, Cốc Sông, Đảng bộ xã Xuân Lạc đã áp dụng thành công mô hình đưa đảng viên của xã xuống sinh hoạt với từng thôn bản. Chị Hoàng Thị Bình, dân tộc Nùng, vốn là một viên chức của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lạc, thế nhưng hiện chị cũng là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Na Bàn, Cốc Sông. Công việc của chị không chỉ là những chuyên môn nghiệp vụ chị làm ở Ủy ban xã, mà hơn thế đó còn là những buổi đi làm việc, tiếp xúc với bà con tại thôn bản của mình. Có tìm hiểu sâu sát cuộc sống của bà con thì mới có được những phản hồi khách quan nhất. Mong muốn phát triển đảng viên vùng núi đặc biệt khó khăn cũng còn đó nhiều việc phải làm. Trong đó, việc đối mặt với những rào cản trong phong tục tập quán cũ của bà con cũng là mục tiêu cần phải vượt qua của những người đảng viên nơi đây. Cái khó khăn nhất trong công tác phát triển đảng đó là phát triển đảng viên nữ ở đồng bào dân tộc Mông rất là khó. Các chị em dân tộc Mông thì thứ nhất là về văn hóa thì các chị em rất là có tính phụ thuộc, tức là người ta không thể tự quyết được. Cái vai trò là đảng viên thì tôi được ban chấp hành đảng ủy xã là phân công sinh hoạt tại đấy, và cũng là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thì cũng tuyên truyền vận động cho chị em trong các buổi sinh hoạt hội là những cái lợi ích mà khi mà tham gia vào hàng ngũ của đảng, và cũng động viên các chị em là phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của đảng. Đảng ủy xã Xuân Lạc cũng luôn xác định phải từng bước hiện thực hóa, xóa bỏ bất bình đẳng giới, phát huy ngày càng cao hơn vai trò tham chính của người phụ nữ, qua đó phá bỏ rào cản chị em đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải. Nơi vùng gian khó, công tác phát triển đảng đang được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Một số tín hiệu tích cực đang hiện hữu với việc chú trọng tạo nguồn nữ đảng viên đi lên từ cơ sở. Tất cả các chi bộ thôn đồng bào Mông thì chỉ có mỗi một chị là đảng viên nữ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi đang phấn đấu là sẽ kết nạp thêm. Thì trong năm vừa rồi thì cũng có giới thiệu thêm được một chị là rất là trẻ, là chi hội trưởng phụ nữ. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có được sự hưởng ứng của 100% người dân trong xã, một phần nhờ vào công tác dân vận khéo của những đảng viên thôn bản. Nói để dân hiểu, dân biết, dân bàn rồi dân làm theo, đó là cả một hành trình kiên trì vận động. Đảng ủy ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời là hàng năm phân công giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách chi bộ để mà xây dựng củng cố tổ chức chi bộ cũng như là phát triển đảng viên. Thế và trong cái từ đầu nhiệm kỳ cho đến thời điểm này thì việc phát triển đảng viên của đảng bộ được 31 đồng chí, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 3,3%.
Trong quý 1 năm nay, xã Xuân Lạc đã tổ chức học tập chỉ thị nghị quyết cho cán bộ đảng viên theo hình thức trực tuyến được 3 lượt với tổng số gần 200 cán bộ đảng viên tham gia. Buổi chiều muộn nơi vùng núi cao, đường về nhà hơn 10 km đường rừng. Nhưng ông Sam Phương Nái vẫn nán lại tại ủy ban xã. Sau buổi họp định kỳ, ông lại gặp gỡ trực tiếp người bí thư đảng ủy của xã. Ngoài việc tìm hiểu thêm về những chủ trương phát triển tại địa phương, đây cũng là dịp để ông thay mặt những hộ dân ở bản mình, nói lên mong muốn nguyện vọng của bà con. Đường núi dẫu xa, công việc của những đảng viên người dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, dẫu có nhiều. Thế nhưng, lòng nhiệt huyết, sự cống hiến thì vẫn luôn ngời sáng ở những con người mang trong mình ý chí cách mạng. Trong những năm qua, các đảng viên xã Xuân Lạc đã trở thành nhân tố tích cực góp phần cùng với người dân xóa đói giảm nghèo. Cũng nhờ đó, mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm đi rõ rệt. Công tác quản lý đảng viên cũng được thực hiện đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, có 17 chi bộ trực thuộc với 227 đảng viên. Công tác phát triển đảng viên được đảng bộ xã luôn chú trọng. Hiện tại có 17 quân chúng ưu tú đã được học cảm tình đảng, đang hoàn thiện 7 hồ sơ kết nạp đảng. Năm 2024 này, các chi bộ đã giới thiệu được 5 quần chúng ưu tú để đi học cảm tình đảng. Một trong những bí quyết để công tác phát triển đảng của Xuân Lạc thu được thành công như ngày hôm nay chính là việc chính quyền và nhân dân xã đã tích cực thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính việc thực hiện tốt cuộc vận động nên những đảng viên nơi đây luôn vững vàng về tư tưởng, là tấm gương để quần chúng nhân dân hướng tới, qua đó truyền cảm hứng mong muốn được đứng trong hàng ngũ của đảng. Qua những cái học tập, các nghị quyết, về thứ nhất là về học tập những cái đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, thì cũng gọi là nhận thức được những cái vấn đề, nhất là về quan tâm phát triển đảng, hay là về cái vấn đề gọi là các vận động các đảng viên để tham gia thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện cam kết các nội dung, thì những cái mình còn gọi là còn hạn chế về những cái trong những một năm mình thực hiện những cái chưa đạt được, và mình sẽ cam kết là sẽ tu dưỡng rèn luyện và sẽ thực hiện theo những cái phong cách của người. Đảng ủy xã cũng đã tổ chức thường xuyên là họp quán triệt thông qua các hội nghị ban chấp hành đảng ủy, rồi hội nghị giao ban các ban ngành, và đồng thời tổ chức cái học tập quán triệt quan điểm của đảng, rồi chủ trương pháp luật của nhà nước về cái công tác vai trò lãnh đạo của đảng, vai trò lãnh đạo của đảng, đặc biệt là cái quyền và nhiệm vụ của đảng viên, quyền và nhiệm vụ đảng viên. Thế thì mà ở đây cụ thể là tăng cường tiếp tục chỉ đạo đối các đồng chí cấp ủy viên và quan tâm hơn nữa đối với các chi bộ, và xuống làm việc nhất là với các trường hợp là cán bộ thôn bản hiện nay chưa phải đảng viên, thì cố gắng là tuyên truyền vận động để các quần chúng này sớm đứng vào trong hàng ngũ của đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định đảng mạnh là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt, đảng viên là sợi dây chuyền để liên hệ đảng với quần chúng. Thực hiện lời Bác dạy, dù thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, thế nhưng sự hoạt động tích cực của những đảng viên nơi bản làng xã Xuân Lạc đã giúp địa bàn ổn định về chính trị, người dân từng bước xóa đói giảm nghèo. Và tới đây chúng tôi cũng xin tạm khép lại chương trình Chuyện làng chuyện bản với chủ đề Hạt giống đỏ nảy mầm nơi gian khó. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.